Yeah. Em có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không? Em có bao giờ tự nguyện theo mẹ lên chùa cầu duyên không? Em có bao giờ mơ được ban phép màu từ ông tiên không? Em có bao giờ vì một tin nhắn mà mừng như điên không? Em có muốn cảm giác như em là người duy nhất, người duy nhất như những bài hát mà anh viết là đều cho em, là đều cho em. Em có muốn cảm giác trống vắng khi anh đi mất, khi anh đi mất, chỉ để cảm giác trọn vẹn khi anh quay về bên em. Vì anh có thể làm điều đó, em chỉ cần nói có, không có gì là khó. Tên của anh là Bảo, anh còn nhanh hơn gió. Em có muốn được nghe tất cả vần thơ mà anh còn cất, mà anh còn cất. Em có bao giờ cảm giác được mơ khi đang còn thức? Em ơi, anh mơ em khi em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh, đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Bye bye. He gives you more, I did you right. Right, right. I mean I ain't even gotta try. I'm never just that you are my, oh my. Yeah, lộ tay, anh nói nhỏ là em là nhất. Em là nhất, em là món vật không thể bỏ cũng không thể cất, không thể cất. Thằng bạn anh tức vì mình hút hết đống cỏ nó cất, đống cỏ nó cất. Thằng bạn em tức vì anh đang fuck con nhỏ nó crush. Yeah, I'm an asshole. But you are love with the flow. You can tell on all your fans, but you can't leave me alone. Nhìn vào mắt anh và em nói em không thể lẫn một ai khác. Cả cách mà anh nói chuyện cũng nghe như là giai điệu một bài nhạc. Vậy thì có thể em sẽ là người may mắn, là người may mắn. Và cũng có thể em sẽ là người chịu nhiều cay đắng, chịu nhiều cay đắng. Cũng có thể những lời anh nói thì đều là hứa suông. Yeah. Cũng có thể em là người khiến anh tháo những cúi xuống. Em ơi, yeah, em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh, đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Gives you more, I did you right. I mean I ain't even gotta try. I'm never just that you are my, oh my. Emma Margaret Mitchell từng viết em cần phải được hôn thường xuyên hơn và bởi một người biết cách hôn em. Victor Hugo viết là để yêu và được yêu đó là đủ, không cần phải hỏi thêm gì nữa bởi vì không còn viên ngọc nào đáng để tìm hơn trong những mảnh đời tối tăm này. Boris Pasternak viết rằng anh và em tưởng chừng như đã được dạy cách hôn nhau trên thiên đàng và gửi xuống trần gian cùng nhau để xem chúng ta học được những điều chúng ta đã được dạy hay không. Còn anh tới khúc hát rồi. Em ơi, em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh, đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. He gives you more, I did you right. I mean I ain't even gotta try. I'm never just that you are my, oh my. Có cái lồn với tình người phải đái. Yeah. Em có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không? Em có bao giờ tự nguyện theo mẹ lên chùa cầu duyên không? Em có bao giờ mơ được ban phép màu từ ông tiên không? Em có bao giờ vì một tin nhắn mà mừng như điên không? Em có muốn cảm giác như em là người duy nhất, người duy nhất như những bài hát mà anh viết là đều cho em, là đều cho em. Em có muốn cảm giác trống vắng khi anh đi mất, khi anh đi mất, chỉ để cảm giác trọn vẹn khi anh quay về bên em. Vì anh có thể làm điều đó, em chỉ cần nói có, không có gì là khó. Tên của anh là Bảo, anh còn nhanh hơn gió. Em có muốn được nghe tất cả vần thơ mà anh còn cất, mà anh còn cất. Em có bao giờ cảm giác được mơ khi đang còn thức? Em ơi, anh mơ em khi em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh, đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Gives you more, I did you right. I mean I ain't even gotta try. I'm never just that you are my, oh my. Yeah, lộ tay, anh nói nhỏ là em là nhất, em là nhất. Em là món vật không thể bỏ cũng không thể cất, không thể cất. Thằng bạn anh tức vì mình hút hết đống cỏ nó cất, đống cỏ nó cất. Thằng bạn em tức vì anh đang fuck con nhỏ nó crush. Yeah, I'm an asshole.
But you in love with the flow. You can tell on all your fans, but you can't leave me alone. Nhìn vào mắt anh và em nói em không thể lẫn một ai khác. Cả cách mà anh nói chuyện cũng nghe như là giai điệu một bài nhạc. Vậy thì có thể em sẽ là người may mắn, là người may mắn. Và cũng có thể em sẽ là người chịu nhiều cay đắng, chịu nhiều cay đắng. Cũng có thể những lời anh nói thì đều là hứa suông, yeah. Cũng có thể em là người khiến anh tháo những cúi xuống. Em ơi, yeah. Em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh đến khi nào thì em nhìn ra. Nói anh biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Gives you more, I did you right. I mean, I ain't even gotta try. And never just that you are my, oh my. Emma Margaret Mitchell từng viết em cần phải được hôn thường xuyên hơn và bởi một người biết cách hôn em. Victor Hugo viết là để yêu và được yêu đó là đủ, không cần phải hỏi thêm gì nữa bởi vì không còn viên ngọc nào đáng để tìm hơn trong những mảnh đời tối tăm này. Boris Pasternak viết rằng anh và em tưởng chừng như đã được dạy cách hôn nhau trên thiên đàng và gửi xuống trần gian cùng nhau để xem chúng ta học được những điều chúng ta đã được dạy hay không. Còn anh tới khúc hát rồi. Em ơi, em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh đến khi nào thì em nhìn ra. Nói anh biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Gives you more, I did you right. I mean, I ain't even gotta try. And never just that you are my, oh my. Có cái lồn với tình người phải đái. Yeah. Em có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không? Em có bao giờ tự nguyện theo mẹ lên chùa cầu duyên không? Em có bao giờ mơ được băng phép màu từ ông tiên không? Em có bao giờ vì một tin nhắn mà mừng như điên không? Em có muốn cảm giác như em là người duy nhất, người duy nhất như những bài hát mà anh viết là đều cho em, là đều cho em. Em có muốn cảm giác trống vắng khi anh đi mất, khi anh đi mất, chỉ để cảm giác trọn vẹn khi anh quay về bên em. Vì anh có thể làm điều đó, em chỉ cần nói có, không có gì là khó. Tên của anh là Bảo, anh còn nhanh hơn gió. Em có muốn được nghe tất cả vần thơ mà anh còn cất, mà anh còn cất. Em có bao giờ cảm giác được mơ khi đang còn cất? Em ơi, em ơi, em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh đến khi nào thì em nhìn ra. Nói anh biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Gives you more, I did you right. I mean, I ain't even gotta try. And never just that you are my, oh my. Để lộ tay, anh nói nhỏ là em là nhất, em là nhất. Em là món vật, không thể bỏ cũng không thể cất, không thể cất. Thằng bạn anh tức vì mình hút hết đống cỏ nó cất, đống cỏ nó cất. Thằng bạn em tức vì anh đang phát con nhỏ nó crush. Yeah, I'm an asshole. But you in love with the flow. You can tell on all your fans, but you can't leave me alone. Nhìn vào mắt anh và em nói em không thể lẫn một ai khác. Cả cách mà anh nói chuyện cũng nghe như là giai điệu một bài nhạc. Vậy thì có thể em sẽ là người may mắn, là người may mắn. Và cũng có thể em sẽ là người chịu nhiều cay đắng, chịu nhiều cay đắng. Cũng có thể những lời anh nói thì đều là hứa suông, yeah. Cũng có thể em là người khiến anh tháo những cúi xuống. Em ơi, yeah. Em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh đến khi nào thì em nhìn ra. Nói anh biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Gives you more, I did you right. I mean, I ain't even gotta try. And never just that you are my, oh my. Emma Margaret Mitchell từng viết em cần phải được hôn thường xuyên hơn và bởi một người biết cách hôn em. Victor Hugo viết là để yêu và được yêu đó là đủ, không cần phải hỏi thêm gì nữa bởi vì không còn viên ngọc nào đáng để tìm hơn trong những mảnh đời tối tăm này. Boris Pasternak viết rằng anh và em tưởng chừng như đã được dạy cách hôn nhau trên thiên đàng và gửi xuống trần gian cùng nhau để xem chúng ta học được những điều chúng ta đã được dạy hay không. Còn anh tới khúc hát rồi. Em ơi, em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh đến khi nào thì em nhìn ra.
Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Bye bye. He gives you more, did you right? Right, right. I mean I ain't even gotta try. Aye, aye. And never just that you are my, oh my, oh my. Có cái lộn với tình người phải đái. Yeah. Em có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không? Em có bao giờ tự nguyện theo mẹ lên chùa cầu duyên không? Em có bao giờ mơ được ban phép màu từ ông tiên không? Em có bao giờ vì một tin nhắn mà mừng như điên không? Em có muốn cảm giác như em là người duy nhất như những bài hát mà anh viết là đều cho em, là đều cho em. Em có muốn cảm giác trống vắng khi anh đi mất, khi anh đi mất chỉ để cảm giác trọn vẹn khi anh quay về bên em. Vì anh có thể làm điều đó, em chỉ cần nói có, không có gì là khó. Tên của anh là Bảo, anh còn nhanh hơn gió. Em có muốn được nghe tất cả vần thơ mà anh còn cất, mà anh còn cất. Em có bao giờ cảm giác được mơ khi đang còn thức? Em ơi, em ơi em khi em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh, đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Bye bye. He gives you more, did you right? Right, right. I mean I ain't even gotta try. I'm never just that you are my, oh my, oh my. Yeah, lộ tai, anh nói nhỏ là em là nhất, em là nhất. Em là món vật, không thể bỏ cũng không thể cất, không thể cất. Thằng bạn anh tức vì mình hút hết đống cỏ nó cất, đống cỏ nó cất. Thằng bạn em tức vì anh đang phát con nhỏ nó crush. Yeah, I'm an asshole. But you are love with the flow. You can tell on all your fans, but you can't leave me alone. Nhìn vào mắt anh và em nói em không thể lẫn một ai khác. Cả cách mà anh nói chuyện cũng nghe như là giai điệu một bài nhạc. Vậy thì có thể em sẽ là người may mắn, là người may mắn. Và cũng có thể em sẽ là người chịu nhiều cay đắng, chịu nhiều cay đắng. Cũng có thể những lời anh nói thì đều là hứa suông. Yeah. Cũng có thể em là người khiến anh tháo những cưới xuống. Em ơi yeah. Em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh, đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. He gives you more, did you right? Right, right? I mean I ain't even gotta try. Aye, aye. And never just that you are my, oh my, oh my. Emma Margaret Mitchell từng viết em cần phải được hôn thường xuyên hơn và bởi một người biết cách hôn em. Victor Hugo viết là để yêu và được yêu đó là đủ, không cần phải hỏi thêm gì nữa, bởi vì không còn viên ngọc nào đáng để tìm hơn trong những mảnh đời tối tăm này. Boris Pasternak viết rằng anh và em tưởng chừng như đã được dạy cách hôn nhau trên thiên đàng và gửi xuống trần gian cùng nhau để xem chúng ta học được những điều chúng ta đã được dạy hay không. Còn anh tới khúc hát rồi. Em ơi em khi em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh, đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. He gives you more, did you right? Right, right. I mean I ain't even gotta try. Aye, aye. And never just that you are my, oh my, oh my. Có cái lộn với tình người phải đái. Yeah. Em có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không? Em có bao giờ tự nguyện theo mẹ lên chùa cầu duyên không? Em có bao giờ mơ được ban phép màu từ ông tiên không? Em có bao giờ vì một tin nhắn mà mừng như điên không? Em có muốn cảm giác như em là người duy nhất như những bài hát mà anh viết là đều cho em, là đều cho em. Em có muốn cảm giác trống vắng khi anh đi mất, khi anh đi mất chỉ để cảm giác trọn vẹn khi anh quay về bên em. Vì anh có thể làm điều đó, em chỉ cần nói có, không có gì là khó. Tên của anh là Bảo, anh còn nhanh hơn gió. Em có muốn được nghe tất cả vần thơ mà anh còn cất, mà anh còn cất. Em có bao giờ cảm giác được mơ khi đang còn thức? Em ơi, em ơi em khi em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh, đến khi nào thì em nhìn ra.
Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Bye bye. He gives you more, I did you right. Right, right. I mean I ain't even gotta try. I'm never just that you are my, oh my. Ghé lỗ tai, anh nói nhỏ là em là nhất. Em là nhất, em là món vật. Không thể bỏ cũng không thể cất. Không thể cất. Thằng bạn anh tức vì mình hút hết đống cỏ nó cất. Đống cỏ nó cất. Thằng bạn em tức vì anh đang phát con nhỏ nó crush. Yeah, I'm an asshole. But you are love with the flow. You can tell on all your fans, but you can't leave me alone. Nhìn vào mắt anh và em nói em không thể lẫn một ai khác. Cả cách mà anh nói chuyện cũng nghe như là giai điệu một bài nhạc. Vậy thì có thể em sẽ là người may mắn, là người may mắn. Và cũng có thể em sẽ là người chịu nhiều cay đắng, chịu nhiều cay đắng. Cũng có thể những lời anh nói thì đều là hứa suông. Yeah. Cũng có thể em là người khiến anh tháo những cưới xuống. Em ơi, yeah, em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh, đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Gives you more, I did you right. Right, right. I mean I ain't even gotta try. I'm never just that you are my, oh my, oh my. Emma Margaret Mitchell từng viết em cần phải được hôn thường xuyên hơn và bởi một người biết cách hôn em. Victor Hugo viết là để yêu và được yêu đó là đủ, không cần phải hỏi thêm gì nữa bởi vì không còn viên ngọc nào đáng để tìm hơn trong những mảnh đời tối tăm này. Boris Pasternak viết rằng anh và em tưởng chừng như đã được dạy cách hôn nhau trên thiên đàng và gửi xuống trần gian cùng nhau để xem chúng ta học được những điều chúng ta đã được dạy hay không. Còn anh tới khúc hát rồi. Em ơi, em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh, đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. He gives you more, I did you right. Right, right. I mean I ain't even gotta try. I'm never just that you are my, oh my, oh my. Có cái lồn với tình người phải đái. Yeah. Em có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không? Em có bao giờ tự nguyện theo mẹ lên chùa cầu duyên không? Em có bao giờ mơ được ban phép mau từ ông tiên không? Em có bao giờ vì một tin nhắn mà mừng như điên không? Em có muốn cảm giác như em là người duy nhất, người duy nhất. Như những bài hát mà anh viết là đều cho em, là đều cho em. Em có muốn cảm giác trống vắng khi anh đi mất, khi anh đi mất. Chỉ để cảm giác trọn vẹn khi anh quay về bên em. Vì anh có thể làm điều đó, em chỉ cần nói có, không có gì là khó. Tên của anh là Bảo, anh còn nhanh hơn gió. Em có muốn được nghe tất cả vần thơ mà anh còn cất, mà anh còn cất. Em có bao giờ cảm giác được mơ khi đang còn thức? Em ơi, em ơi, em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh, đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Bye bye. He gives you more, I did you right. Right, right. I mean I ain't even gotta try. I'm never just that you are my, oh my. Ghé lỗ tai, anh nói nhỏ là em là nhất. Em là nhất, em là món vật. Không thể bỏ cũng không thể cất. Không thể cất. Thằng bạn anh tức vì mình hút hết đống cỏ nó cất. Đống cỏ nó cất. Thằng bạn em tức vì anh đang phát con nhỏ nó crush. Yeah, I'm an asshole. But you are love with the flow. You can tell on all your fans, but you can't leave me alone. Nhìn vào mắt anh và em nói em không thể lẫn một ai khác. Cả cách mà anh nói chuyện cũng nghe như là giai điệu một bài nhạc. Vậy thì có thể em sẽ là người may mắn, là người may mắn. Và cũng có thể em sẽ là người chịu nhiều cay đắng, chịu nhiều cay đắng. Cũng có thể những lời anh nói thì đều là hứa suông. Yeah. Cũng có thể em là người khiến anh tháo những cưới xuống. Em ơi, yeah, em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh, đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Gives you more, I did you right. Right, right. I mean I ain't even gotta try. I'm never just that you are my, oh my.
mà. Margaret Mitchell từng viết em cần phải được hôn thường xuyên hơn và bởi một người biết cách hôn em. Victor Hugo viết là để yêu và được yêu đó là đủ, không cần phải hỏi thêm gì nữa bởi vì không còn viên ngọc nào đáng được tìm hơn trong những mảnh đời tối tăm này. Boris Pasternak viết rằng anh và em tưởng chừng như đã được dạy cách hôn nhau trên thiên đàng và gửi xuống trần gian cùng nhau để xem chúng ta học được những điều chúng ta đã được dạy hay không. Còn anh tới khúc hát rồi. Em ơi em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Bye bye. He gives you more, I did you right. Right, right. I mean I ain't even gotta try. I never knows that you are my own. Oh my. Có cái lồn với tình người phải đái. Yeah. Em có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không? Em có bao giờ tự nguyện theo mẹ lên chùa cầu duyên không? Em có bao giờ mơ được ban phép màu từ ông tiên không? Em có bao giờ vì một tin nhắn mà mừng như điên không? Em có muốn cảm giác như em là người duy nhất, người duy nhất như những bài hát mà anh viết là đều cho em, là đều cho em. Em có muốn cảm giác trống vắng khi anh đi mất, khi anh đi mất, chỉ để cảm giác trọn vẹn khi anh quay về bên em. Vì anh có thể làm điều đó, em chỉ cần nói có, không có gì là khó. Tên của anh là Bảo, anh còn nhanh hơn gió. Em có muốn được nghe tất cả vần thơ mà anh còn cất, mà anh còn cất. Em có bao giờ cảm giác được mơ khi đang còn thức? Em ơi, em ơi em khi em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Bye bye. He gives you more, I did you right. Right, right. I mean I ain't even gotta try. And never knows that you are my, oh my. Để lộ tay, anh nói nhỏ là em là nhất, em là nhất. Em là món vật, không thể bỏ cũng không thể cất, không thể cất. Thằng bạn anh tức vì mình hút hết đống cỏ nó cất, đống cỏ nó cất. Thằng bạn em tức vì anh đang fuck con nhỏ nó crush. Yeah, I'm an asshole. But you are love with the flow. You can tell on all your fans, but you can't leave me alone. Nhìn vào mắt anh và em nói em không thể lẫn một ai khác. Cả cách mà anh nói chuyện cũng nghe như là giai điệu một bài nhạc. Vậy thì có thể em sẽ là người may mắn, là người may mắn. Và cũng có thể em sẽ là người chịu nhiều cay đắng, chịu nhiều cay đắng. Cũng có thể những lời anh nói thì đều là hứa suông. Yeah. Cũng có thể em là người khiến anh tháo những cưới xuống. Em ơi yeah. Em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Bye bye. He gives you more, I did you right. Right, right. I mean I ain't even gotta try. And never knows that you are my, oh my, oh my. Emma Margaret Mitchell từng viết em cần phải được hôn thường xuyên hơn và bởi một người biết cách hôn em. Victor Hugo viết là để yêu và được yêu đó là đủ, không cần phải hỏi thêm gì nữa bởi vì không còn viên ngọc nào đáng để tìm hơn trong những mảnh đời tối tăm này. Boris Pasternak viết rằng anh và em tưởng chừng như đã được dạy cách hôn nhau trên thiên đàng và gửi xuống trần gian cùng nhau để xem chúng ta học được những điều chúng ta đã được dạy hay không. Còn anh tới khúc hát rồi. Em ơi em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Bye bye. He gives you more, I did you right. Right, right. I mean I ain't even gotta try. And never knows that you are my, oh my, oh my. Có cái lồn với tình người phải đái. Yeah.
Em có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không? Em có bao giờ tự nguyện theo mẹ lên chùa cầu duyên không? Em có bao giờ mơ được ban phép màu từ ông tiên không? Em có bao giờ vì một tin nhắn mà mừng như điên không? Em có muốn cảm giác như em là người duy nhất, người duy nhất như những bài hát mà anh viết là đều cho em, là đều cho em. Em có muốn cảm giác trống vắng khi anh đi mất, khi anh đi mất, chỉ để cảm giác trọn vẹn khi anh quay về bên em. Vì anh có thể làm điều đó, em chỉ cần nói có, không có gì là khó. Tên của anh là Bảo, anh còn nhanh hơn gió. Em có muốn được nghe tất cả vần thơ mà anh còn cất, mà anh còn cất. Em có bao giờ cảm giác được mơ khi đang còn thức? Em ơi, anh ơi em, khi em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh, đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Bye bye. He gives you more, I did you right. I mean I ain't even gotta try. And never knows that you are mine, oh mine. Kể lộ tay, anh nói nhỏ là em là nhất, em là nhất. Em là món vật, không thể bỏ cũng không thể cất, không thể cất. Thằng bạn anh tức vì mình hút hết đống cỏ nó cất, đống cỏ nó cất. Thằng bạn em tức vì anh đang phát con nhỏ nó crush. Yeah, I'm an asshole. But you are love with the flow. You can tell on all your fans, but you can't leave me alone. Nhìn vào mắt anh và em nói em không thể lẫn một ai khác. Cả cách mà anh nói chuyện cũng nghe như là giai điệu một bài nhạc. Vậy thì có thể em sẽ là người may mắn, là người may mắn. Và cũng có thể em sẽ là người chịu nhiều cay đắng, chịu nhiều cay đắng. Cũng có thể những lời anh nói thì đều là hứa suông. Cũng có thể em là người khiến anh tháo những cưới xuống. Em ơi em, khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh, đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Bye bye. He gives you more, I did you right. Right. I mean I ain't even gotta try. I never knows that you are mine, oh mine. Emma, Margaret Mitchell từng viết em cần phải được hôn thường xuyên hơn và bởi một người biết cách hôn em. Victor Hugo viết là để yêu và được yêu đó là đủ, không cần phải hỏi thêm gì nữa, bởi vì không còn viên ngọc nào đáng để tìm hơn trong những mảnh đời tối tăm này. Boris Pasternak viết rằng anh và em tưởng chừng như đã được chạy cách hôn nhau trên thiên đàng và gửi xuống trần gian cùng nhau để xem chúng ta học được những điều chúng ta đã được dạy hay không. Còn anh tới khúc hát rồi. Em ơi em, khi em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh, đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Bye bye. He gives you more, I did you right. Right. I mean I ain't even gotta try. I never knows that you are mine, oh mine. Có cái lộn mới tin người phải đái. Yeah. Em có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không? Em có bao giờ tự nguyện theo mẹ lên chùa cầu duyên không? Em có bao giờ mơ được ban phép màu từ ông tiên không? Em có bao giờ vì một tin nhắn mà mừng như điên không? Em có muốn cảm giác như em là người duy nhất, người duy nhất như những bài hát mà anh viết là đều cho em, là đều cho em. Em có muốn cảm giác trống vắng khi anh đi mất, khi anh đi mất, chỉ để cảm giác trọn vẹn khi anh quay về bên em. Vì anh có thể làm điều đó, em chỉ cần nói có, không có gì là khó. Tên của anh là Bảo, anh còn nhanh hơn gió. Em có muốn được nghe tất cả vần thơ mà anh còn cất, mà anh còn cất. Em có bao giờ cảm giác được mơ khi đang còn thức? Em ơi, anh ơi em, khi em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh, đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Bye bye. He gives you more, I did you right. Right. I mean I ain't even gotta try. And never knows that you are mine, oh mine. Kể lộ tay, anh nói nhỏ là em là nhất, em là nhất. Em là món vật, không thể bỏ cũng không thể cất, không thể cất. Thằng bạn anh tức vì mình hút hết đống cỏ nó cất, đống cỏ nó cất. Thằng bạn em tức vì anh đang phát con nhỏ nó crush. Yeah, I'm an asshole. But you are love with the flow.
You can tell on all your fans but you can't leave me alone. Nhìn vào mắt anh và em nói em không thể lẫn một ai khác. Cả cách mà anh nói chuyện cũng nghe như là giai điệu một bài nhạc. Vậy thì có thể em sẽ là người may mắn, là người may mắn. Và cũng có thể em sẽ là người chịu nhiều cay đắng, chịu nhiều cay đắng. Cũng có thể những lời anh nói thì đều là hứa suông, yeah. Cũng có thể em là người khiến anh tháo những thứ xuống. Em ơi, yeah. Em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Gives you more, I did you right. I mean, I ain't even gotta try. Em nói với those that you are my, oh my. Emma Margaret Mitchell từng viết em cần phải được hôn thường xuyên hơn và bởi một người biết cách hôn em. Victor Hugo viết là để yêu và được yêu đó là đủ, không cần phải hỏi thêm gì nữa bởi vì không còn viên ngọc nào đáng để tìm hơn trong những mảnh đời tối tăm này. Boris Pasternak viết rằng anh và em tưởng chừng như đã được dạy cách hôn nhau trên thiên đàng và gửi xuống trần gian cùng nhau để xem chúng ta học được những điều chúng ta đã được dạy hay không. Còn anh tới khúc hát rồi. Em ơi, em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. He gives you more, I did you right. I mean, I ain't even gotta try. And never just that you are my, oh my. Có cái lộn với tình người phải đái. Yeah. Em có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không? Em có bao giờ tự nguyện theo mẹ lên chùa cầu duyên không? Em có bao giờ mơ được ban phép mau từ ông tiên không? Em có bao giờ vì một tin nhắn mà mừng như điên không? Em có muốn cảm giác như em là người duy nhất, người duy nhất như những bài hát mà anh viết là đều cho em, là đều cho em. Em có muốn cảm giác trống vắng khi anh đi mất, khi anh đi mất, chỉ để cảm giác trọn vẹn khi anh quay về bên em. Vì anh có thể làm điều đó, em chỉ cần nói có, không có gì là khó. Tên của anh là Bảo, anh còn nhanh hơn gió. Em có muốn được nghe tất cả vần thơ mà anh còn cất, mà anh còn cất. Em có bao giờ cảm giác được mơ khi đang còn cất? Em ơi, em ơi, em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. He gives you more, I did you right. I mean, I ain't even gotta try. Em nói với those that you are my, oh my. Để lộ tay, anh nói nhỏ là em là nhất, em là nhất. Em là món vật, không thể bỏ cũng không thể cất, không thể cất. Thằng bạn anh tức vì mình hút hết đống cỏ nó cất, đống cỏ nó cất. Thằng bạn em tức vì anh đang phát con nhỏ nó crush. Yeah, I'm an asshole. But you are love with the flow. You can tell on all your fans but you can't leave me alone. Nhìn vào mắt anh và em nói em không thể lẫn một ai khác. Cả cách mà anh nói chuyện cũng nghe như là giai điệu một bài nhạc. Vậy thì có thể em sẽ là người may mắn, là người may mắn. Và cũng có thể em sẽ là người chịu nhiều cay đắng, chịu nhiều cay đắng. Cũng có thể những lời anh nói thì đều là hứa suông, yeah. Cũng có thể em là người khiến anh tháo những thứ xuống. Em ơi, yeah. Em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. He gives you more, I did you right. I mean, I ain't even gotta try. Em nói với those that you are my, oh my. Emma Margaret Mitchell từng viết em cần phải được hôn thường xuyên hơn và bởi một người biết cách hôn em. Victor Hugo viết là để yêu và được yêu đó là đủ, không cần phải hỏi thêm gì nữa bởi vì không còn viên ngọc nào đáng để tìm hơn trong những mảnh đời tối tăm này. Boris Pasternak viết rằng anh và em tưởng chừng như đã được dạy cách hôn nhau trên thiên đàng và gửi xuống trần gian cùng nhau để xem chúng ta học được những điều chúng ta đã được dạy hay không. Còn anh tới khúc hát rồi. Em ơi, em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh đến khi nào thì em nhìn ra.
Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. He gives you more, did you right? I mean, I ain't even gotta try. I never knows that you are my, oh my. Có cái lộn với tình người phải đái. Yeah. Em có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không? Em có bao giờ tự nguyện theo mẹ lên chùa cầu duyên không? Em có bao giờ mơ được ban phép màu từ ông tiên không? Em có bao giờ vì một tin nhắn mà mừng như điên không? Em có muốn cảm giác như em là người duy nhất như những bài hát mà anh viết là đều cho em, là đều cho em. Em có muốn cảm giác trống vắng khi anh đi mất, khi anh đi mất, chỉ để cảm giác trọn vẹn khi anh quay về bên em? Vì anh có thể làm điều đó, em chỉ cần nói có, không có gì là khó. Tên của anh là Bảo, anh còn nhanh hơn gió. Em có muốn được nghe tất cả vần thơ mà anh còn cất, mà anh còn cất. Em có bao giờ cảm giác được mơ khi đang còn thức? Em ơi, anh mơ em khi em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh, đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. He gives you more, did you right? I mean, I ain't even gotta try. Em never knows that you are my, oh my. Ghé lỗ tai, anh nói nhỏ là em là nhất, em là nhất. Em là món vật, không thể bỏ cũng không thể cất, không thể cất. Thằng bạn anh tức vì mình hút hết đống cỏ nó cất, đống cỏ nó cất. Thằng bạn em tức vì anh đang fuck con nhỏ nó crush. Yeah, I'm an asshole. But you are love with the flow. You can tell on all your fans, but you can't leave me alone. Nhìn vào mắt anh và em nói em không thể lẫn một ai khác. Cả cách mà anh nói chuyện cũng nghe như là giai điệu một bài nhạc. Vậy thì có thể em sẽ là người may mắn, là người may mắn. Và cũng có thể em sẽ là người chịu nhiều cay đắng, chịu nhiều cay đắng. Cũng có thể những lời anh nói thì đều là hứa suông. Yeah. Cũng có thể em là người khiến anh tháo những cưới xuống. Em ơi, yeah, em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh, đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Gives you more, did you right? I mean, I ain't even gotta try. It never knows that you are my, oh my. Emma, Margaret Mitchell từng viết em cần phải được hôn thường xuyên hơn và bởi một người biết cách hôn em. Victor Hugo viết là để yêu và được yêu đó là đủ, không cần phải hỏi thêm gì nữa bởi vì không còn viên ngọc nào đáng để tìm hơn trong những mảnh đời tối tăm này. Boris Pasternak viết rằng anh và em tưởng chừng như đã được dạy cách hôn nhau trên thiên đàng và gửi xuống trần gian cùng nhau để xem chúng ta học được những điều chúng ta đã được dạy hay không. Còn anh tới khúc hát rồi. Em ơi em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh, đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. He gives you more, did you right? I mean, I ain't even gotta try. It never knows that you are my, oh my. Có cái lộn với tình người phải đái. Yeah. Em có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không? Em có bao giờ tự nguyện theo mẹ lên chùa cầu duyên không? Em có bao giờ mơ được ban phép màu từ ông tiên không? Em có bao giờ vì một tin nhắn mà mừng như điên không? Em có muốn cảm giác như em là người duy nhất như những bài hát mà anh viết là đều cho em, là đều cho em. Em có muốn cảm giác trống vắng khi anh đi mất, khi anh đi mất, chỉ để cảm giác trọn vẹn khi anh quay về bên em? Vì anh có thể làm điều đó, em chỉ cần nói có, không có gì là khó. Tên của anh là Bảo, anh còn nhanh hơn gió. Em có muốn được nghe tất cả vần thơ mà anh còn cất, mà anh còn cất. Em có bao giờ cảm giác được mơ khi đang còn thức? Em ơi, anh mơ em khi em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh, đến khi nào thì em nhìn ra.
Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Bye bye. He gives you more addiction, right? Right, right. I mean I ain't even gotta try. Em never chose that you are my, oh my. Yellow tie, anh nói nhỏ là em là nhất. Em là nhất, em là món vật. Không thể bỏ cũng không thể cất. Không thể cất. Thằng bạn anh tức vì mình hút hết đống cỏ nó cất. Đống cỏ nó cất. Thằng bạn em tức vì anh đang fuck con nhỏ nó crush. Yeah, I'm an asshole. But you are love with the flow. You can tell on all your fans, but you can't leave me alone. Nhìn vào mắt anh và em nói em không thể lẫn một ai khác. Cả cách mà anh nói chuyện cũng nghe như là giai điệu một bài nhạc. Vậy thì có thể em sẽ là người may mắn, là người may mắn. Và cũng có thể em sẽ là người chịu nhiều cay đắng, chịu nhiều cay đắng. Cũng có thể những lời anh nói thì đều là hứa suông. Yeah. Cũng có thể em là người khiến anh tháo những cưới xuống. Em ơi, yeah, em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Gives you more, did you right? Right, right? I mean, I ain't even gotta try. Em never chose that you are my, oh my. Emma, Margaret Mitchell từng viết em cần phải được hôn thường xuyên hơn và bởi một người biết cách hôn em. Victor Hugo viết là để yêu và được yêu đó là đủ, không cần phải hỏi thêm gì nữa bởi vì không còn viên ngọc nào đáng để tìm hơn trong những mảnh đời tối tăm này. Boris Pasternak viết rằng anh và em tưởng chừng như đã được dạy cách hôn nhau trên thiên đàng và gửi xuống trần gian cùng nhau để xem chúng ta học được những điều chúng ta đã được dạy hay không. Còn anh tới khúc hát rồi. Em ơi, em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Gives you more, did you right? I mean, I ain't even gotta try. Em never chose that you are my, oh my. Có cái lồn mới tin người phải đái. Yeah. Em có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không? Em có bao giờ tự nguyện theo mẹ lên chùa cầu duyên không? Em có bao giờ mơ được ban phép màu từ ông tiên không? Em có bao giờ vì một tin nhắn mà mừng như điên không? Em có muốn cảm giác như em là người duy nhất, người duy nhất. Như những bài hát mà anh viết là đều cho em, là đều cho em. Em có muốn cảm giác trống vắng khi anh đi mất, khi anh đi mất. Chỉ để cảm giác trọn vẹn khi anh quay về bên em. Vì anh có thể làm điều đó, em chỉ cần nói có, không có gì là khó. Tên của anh là Bảo, anh còn nhanh hơn gió. Em có muốn được nghe tất cả vần thơ mà anh còn cất, mà anh còn cất. Em có bao giờ cảm giác được mơ khi đang còn thức? Em ơi, em ơi, em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Bye bye. He gives you more, did you right? Right, right. I mean I ain't even gotta try. Em never chose that you are my, oh my. Yellow tie, anh nói nhỏ là em là nhất. Em là nhất, em là món vật. Không thể bỏ cũng không thể cất, không thể cất. Thằng bạn anh tức vì mình hút hết đống cỏ nó cất, đống cỏ nó cất. Thằng bạn em tức vì anh đang fuck con nhỏ nó crush. Yeah, I'm an asshole. But you are love with the flow. You can tell on all your fans, but you can't leave me alone. Nhìn vào mắt anh và em nói em không thể lẫn một ai khác. Cả cách mà anh nói chuyện cũng nghe như là giai điệu một bài nhạc. Vậy thì có thể em sẽ là người may mắn, là người may mắn. Và cũng có thể em sẽ là người chịu nhiều cay đắng, chịu nhiều cay đắng. Cũng có thể những lời anh nói thì đều là hứa suông. Yeah. Cũng có thể em là người khiến anh tháo những cưới xuống. Em ơi, yeah, em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Gives you more, did you right? I mean, I ain't even gotta try. Em never chose that you are my, oh my.
Emma. Margaret Mitchell từng viết em cần phải được hôn thường xuyên hơn và bởi một người biết cách hôn em. Victor Hugo viết là để yêu và được yêu đó là đủ, không cần phải hỏi thêm gì nữa bởi vì không còn viên ngọc nào đáng để tìm hơn trong những mảnh đời tối tăm này. Boris Pasternak viết rằng anh và em tưởng chừng như đã được dạy cách hôn nhau trên thiên đàng và gửi xuống trần gian cùng nhau để xem chúng ta học được những điều chúng ta đã được dạy hay không. Còn anh tới khúc hát rồi. Em ơi em khi em viết lên bao nhiêu bài tình ca, em là của anh đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi, anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. He gives you more, did you right? Right, right? I mean I ain't even gotta try. And never just that you are my own. Có cái lộn với tình người phải đái. Yeah. Em có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không? Em có bao giờ tự nguyện theo mẹ lên chùa cầu duyên không? Em có bao giờ mơ được ban phép màu từ ông tiên không? Em có bao giờ vì một tin nhắn mà mừng như điên không? Em có muốn cảm giác như em là người duy nhất, người duy nhất như những bài hát mà anh viết là đều cho em, là đều cho em. Em có muốn cảm giác trống vắng khi anh đi mất, khi anh đi mất chỉ để cảm giác trọn vẹn khi anh quay về bên em. Vì anh có thể làm điều đó, em chỉ cần nói có, không có gì là khó. Tên của anh là Bảo, anh còn nhanh hơn gió. Em có muốn được nghe tất cả vần thơ mà anh còn cất, mà anh còn cất. Em có bao giờ cảm giác được mơ khi đang còn thức? Em ơi, em ơi em khi em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi, anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. He gives you more, did you right? I mean I ain't even gotta try. And never just that you are my own. Yellow tie, anh nói nhỏ là em là nhất, em là nhất. Em là món vật không thể bỏ cũng không thể cất, không thể cất. Thằng bạn anh tức vì mình hút hết đống cỏ nó cất, đống cỏ nó cất. Thằng bạn em tức vì anh đang phát con nhỏ nó crush. Yeah, I'm an asshole. But you are love with the flow. You can tell on all your fans but you can't leave me alone. Nhìn vào mắt anh và em nói em không thể lẫn một ai khác. Cả cách mà anh nói chuyện cũng nghe như là giai điệu một bài nhạc. Vậy thì có thể em sẽ là người may mắn, là người may mắn. Và cũng có thể em sẽ là người chịu nhiều cay đắng, chịu nhiều cay đắng. Cũng có thể những lời anh nói thì đều là hứa suông. Yeah. Cũng có thể em là người khiến anh tháo những cưới xuống. Em ơi yeah. Em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi, anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. He gives you more, did you right? Right, I mean I ain't even gotta try. And never just that you are my own. Emma, Margaret Mitchell từng viết em cần phải được hôn thường xuyên hơn và bởi một người biết cách hôn em. Victor Hugo viết là để yêu và được yêu đó là đủ, không cần phải hỏi thêm gì nữa bởi vì không còn viên ngọc nào đáng để tìm hơn trong những mảnh đời tối tăm này. Boris Pasternak viết rằng anh và em tưởng chừng như đã được dạy cách hôn nhau trên thiên đàng và gửi xuống trần gian cùng nhau để xem chúng ta học được những điều chúng ta đã được dạy hay không. Còn anh tới khúc hát rồi. Em ơi em khi em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi, anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. He gives you more, did you right? I mean I ain't even gotta try. And never just that you are my own. Có cái lộn với tình người phải đái. Yeah,
Yeah. Em có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không? Em có bao giờ tự nguyện theo mẹ lên chùa cầu duyên không? Em có bao giờ mơ được ban phép mau từ ông tiên không? Em có bao giờ vì một tin nhắn mà mừng như điên không? Em có muốn cảm giác như em là người duy nhất như những bài hát mà anh viết là đều cho em, là đều cho em. Em có muốn cảm giác trống vắng khi anh đi mất, khi anh đi mất, chỉ để cảm giác trọn vẹn khi anh quay về bên em. Vì anh có thể làm điều đó, em chỉ cần nói có, không có gì là khó. Tên của anh là Bảo, anh còn nhanh hơn gió. Em có muốn được nghe tất cả vần thơ mà anh còn cất, mà anh còn cất. Em có bao giờ cảm giác được mơ khi đang còn thức? Em ơi, anh mơ em khi em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh, đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Bye bye. He gives you more, I did you right. I mean I ain't even gotta try. Em never chose that you are my own. Ghé lộ tay, anh nói nhỏ là em là nhất. Em là nhất, em là món vật, không thể bỏ cũng không thể cất, không thể cất. Thằng bạn anh tức vì mình hút hết đống cỏ nó cất, đống cỏ nó cất. Thằng bạn em tức vì anh đang phát con nhỏ nó crush. Yeah, I'm an asshole. But you are love with the flow. You can tell on all your fans, but you can't leave me alone. Nhìn vào mắt anh và em nói em không thể lẫn một ai khác. Cả cách mà anh nói chuyện cũng nghe như là giai điệu một bài nhạc. Vậy thì có thể em sẽ là người may mắn, là người may mắn. Và cũng có thể em sẽ là người chịu nhiều cay đắng, chịu nhiều cay đắng. Cũng có thể những lời anh nói thì đều là hứa suông. Yeah. Cũng có thể em là người khiến anh tháo những cưới xuống. Em ơi, yeah, em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh, đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Gives you more, I did you right. I mean I ain't even gotta try. Em never knows that you are my own. Emma Margaret Mitchell từng viết em cần phải được hôn thường xuyên hơn và bởi một người biết cách hôn em. Victor Hugo viết là để yêu và được yêu đó là đủ, không cần phải hỏi thêm gì nữa bởi vì không còn viên ngọc nào đáng được tìm hơn trong những mảnh đời tối tăm này. Boris Pasternak viết rằng anh và em tưởng chừng như đã được dạy cách hôn nhau trên thiên đàng và gửi xuống trần gian cùng nhau để xem chúng ta học được những điều chúng ta đã được dạy hay không. Còn anh tới khúc hát rồi. Em ơi em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh, đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. He gives you more, I did you right. I mean I ain't even gotta try. It never knows that you are my own. Có cái lồn với tình người phải đái. Yeah. Em có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không? Em có bao giờ tự nguyện theo mẹ lên chùa cầu duyên không? Em có bao giờ mơ được ban phép mau từ ông tiên không? Em có bao giờ vì một tin nhắn mà mừng như điên không? Em có muốn cảm giác như em là người duy nhất như những bài hát mà anh viết là đều cho em, là đều cho em. Em có muốn cảm giác trống vắng khi anh đi mất, khi anh đi mất, chỉ để cảm giác trọn vẹn khi anh quay về bên em. Vì anh có thể làm điều đó, em chỉ cần nói có, không có gì là khó. Tên của anh là Bảo, anh còn nhanh hơn gió. Em có muốn được nghe tất cả vần thơ mà anh còn cất, mà anh còn cất. Em có bao giờ cảm giác được mơ khi đang còn thức? Em ơi, anh mơ em khi em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh, đến khi nào thì em nhìn ra. Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Bye bye. He gives you more, I did you right. I mean I ain't even gotta try. Em never chose that you are my own. Ghé lộ tay, anh nói nhỏ là em là nhất. Em là nhất, em là món vật, không thể bỏ cũng không thể cất, không thể cất. Thằng bạn anh tức vì mình hút hết đống cỏ nó cất, đống cỏ nó cất. Thằng bạn em tức vì anh đang phát con nhỏ nó crush. Yeah, I'm an asshole.
But you in love with the flow. You can tell on all your friends, but you can't leave me alone. Nhìn vào mắt anh và em nói em không thể lẫn một ai khác. Cả cách mà anh nói chuyện cũng nghe như là giai điệu một bài nhạc. Vậy thì có thể em sẽ là người may mắn, là người may mắn. Và cũng có thể em sẽ là người chịu nhiều cay đắng, chịu nhiều cay đắng. Cũng có thể những lời anh nói thì đều là hứa suông. Yeah. Cũng có thể em là người khiến anh tháo những cưới xuống. Em ơi, yeah, em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh đến khi nào thì em nhìn ra. Nói anh biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Gives you more, I did you right. I mean, I ain't even gotta try. Em nói với Joe that you are my own. Emma Margaret Mitchell từng viết em cần phải được hôn thường xuyên hơn và bởi một người biết cách hôn em. Victor Hugo viết là để yêu và được yêu đó là đủ, không cần phải hỏi thêm gì nữa bởi vì không còn viên ngọc nào đáng được tìm hơn trong những mảnh đời tối tăm này. Boris Pasternak viết rằng anh và em tưởng chừng như đã được dạy cách hôn nhau trên thiên đàng và gửi xuống trần gian cùng nhau để xem chúng ta học được những điều chúng ta đã được dạy hay không. Còn anh tới khúc hát rồi. Em ơi, em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh đến khi nào thì em nhìn ra. Nói anh biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. He gives you more, I did you right. I mean, I ain't even gotta try. It never goes that you are my own. Có cái lộn với tình người phải đái. Yeah. Em có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không? Em có bao giờ tự nguyện theo mẹ lên chùa cầu duyên không? Em có bao giờ mơ được ban phép màu từ ông tiên không? Em có bao giờ vì một tin nhắn mà mừng như điên không? Em có muốn cảm giác như em là người duy nhất, người duy nhất như những bài hát mà anh viết là đều cho em, là đều cho em. Em có muốn cảm giác trống vắng khi anh đi mất, khi anh đi mất, chỉ để cảm giác trọn vẹn khi anh quay về bên em. Vì anh có thể làm điều đó, em chỉ cần nói có, không có gì là khó. Tên của anh là Bảo, anh còn nhanh hơn gió. Em có muốn được nghe tất cả vần thơ mà anh còn cất, mà anh còn cất. Em có bao giờ cảm giác được mơ khi đang còn cất? Em ơi, em ơi, em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh đến khi nào thì em nhìn ra. Nói anh biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Gives you more, I did you right. I mean, I ain't even gotta try. Em nói với Joe that you are my own. Kể lột tay, anh nói nhỏ là em là nhất, em là nhất. Em là món vật, không thể bỏ cũng không thể cất, không thể cất. Thằng bạn anh tức vì mình hút hết đống cỏ nó cất, đống cỏ nó cất. Thằng bạn em tức vì anh đang phát con nhỏ nó crush. Yeah, I'm an asshole. But you in love with the flow. You can tell on all your friends, but you can't leave me alone. Nhìn vào mắt anh và em nói em không thể lẫn một ai khác. Cả cách mà anh nói chuyện cũng nghe như là giai điệu một bài nhạc. Vậy thì có thể em sẽ là người may mắn, là người may mắn. Và cũng có thể em sẽ là người chịu nhiều cay đắng, chịu nhiều cay đắng. Cũng có thể những lời anh nói thì đều là hứa suông. Yeah. Cũng có thể em là người khiến anh tháo những cưới xuống. Em ơi, yeah, em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh đến khi nào thì em nhìn ra. Nói anh biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. He gives you more, I did you right. I mean, I ain't even gotta try. It never goes that you are my own. Emma Margaret Mitchell từng viết em cần phải được hôn thường xuyên hơn và bởi một người biết cách hôn em. Victor Hugo viết là để yêu và được yêu đó là đủ, không cần phải hỏi thêm gì nữa bởi vì không còn viên ngọc nào đáng để tìm hơn trong những mảnh đời tối tăm này. Boris Pasternak viết rằng anh và em tưởng chừng như đã được dạy cách hôn nhau trên thiên đàng và gửi xuống trần gian cùng nhau để xem chúng ta học được những điều chúng ta đã được dạy hay không. Còn anh tới khúc hát rồi. Em ơi, em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca. Em là của anh đến khi nào thì em nhìn ra.
Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ. Just thinking to tell him bye. Bye bye. He gives you more addiction, right? Right, right. I mean I ain't even gotta try. Em never knows that you are my own. Có cái lộn mới tin người phải đái.